Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 6 năm 2022 nhâm dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 6 âm lịch bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là những con giáp khác ra sao. Nhưng thưa quý vị, đối với con giáp này thì chắc chắn họ sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong sự giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch càng bị người đời chà đạp khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có kể từ sau dòng tháng 6 âm lịch, khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Vốn dĩ thưa quý vị, đời người chúng ta phải trải qua rất nhiều giai đoạn mới thực sự trưởng thành, và trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, và chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng sung sướng thì họ chắc chắn sẽ được hưởng cái sự sung sướng đó cả đời, và ngược lại không phải ai sinh ra khổ sở thì họ cũng phải chịu lầm than cả kiếp. Thưa quý vị, con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cúng nồng hậu, phúc phận song toàn và có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Và có những người họ chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh của họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Người xưa có nói cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Và chính vì vậy, trong tháng này thì trong top 12 con giáp sẽ có được những con giáp chúng ta được trọn vẹn những cái điều đó, bất kể là cuộc sống của những con giáp khác hay là người khác có ra sao. Nhưng mà đối với con giáp này thì chỉ cần cố gắng và nỗ lực hơn một chút nữa thôi. Nếu không giàu nứt tường đổ vách thì chắc chắn cũng được sống trong giàu sang phú quý, nhung lụa phủ phê, không thiếu bất kỳ một điều gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2022 nhâm dần. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng với phong thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những quý vị gia chủ tuổi Tý sinh năm 1984 trong tháng 6 âm lịch ngay sau đây. Xin mời tất cả quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh hải trung kim và theo quan niệm truyền thống được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình nóng nảy. Thời thơ bé gặp nhiều gian nan và chính là người hiếu thuận, nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan niệm hiện đại cho rằng nhóm này luôn theo đuổi sự hoàn hảo, họ có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực, sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến và cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Là người giàu cảm xúc, giỏi ăn nói, họ rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ, lạc quan và hoàn toàn không nhìn thấy tính nóng nảy hay đố kỵ của họ. Trong tháng này, tử vi của những người tuổi Giáp Tý rất là có nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt, nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà đôi khi còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất kỳ một công việc nào nếu như không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình thì rất dễ chịu thiệt thòi. Xét về thiên can, giáp Dương Mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Giáp Tý và nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này khá khó khăn đối với mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối và không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc cũng như là không được như ý. Trong tháng này, khối lượng công việc tăng lên, xung đột, mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều và sự nghiệp của tuổi Giáp Tý khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Vì quá tự tin nên đôi khi, đối với một số người tuổi Giáp Tý sẽ thành ra kiêu ngạo và không chịu lắng nghe ý kiến phân tích của bất kỳ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần phải chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe, bởi làm mất lòng người lãnh đạo thì bạn sẽ lại càng khó đạt được điều mà mình mong muốn. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn, điều đó có thể làm cho mọi người cảm thấy chướng tai, gai mắt và không muốn giúp đỡ bạn nếu như bạn đang cần sự giúp đỡ. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Theo tử vi, tình hình tài chính không được dư giả và thậm chí là bạn cùng với anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy có cách ứng xử khéo léo việc này để mọi việc không đến mức đi quá xa. Trong đầu tư kinh doanh, chớ nên vội tin theo lời rủ rê của những người quen đã lâu ngày không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản và nhất là với những người chưa hề có nhiều kinh nghiệm. Do công việc không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay. Bởi có thể khiến bạn bị lừa đảo, bạn nên lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính và cần phải thận trọng, không hành động bốc đồng. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không đáng có, cần phải nhìn xa, trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3. Về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của những người tuổi Giáp Tý theo tử vi tháng 6 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Mệnh chủ Giáp Tý thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ và ngủ không sâu giấc. Nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo áp lực cho mình. Các quý vị gia chủ Giáp Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tý. Thứ 4. Về mặt tình cảm gia đạo. Vợ chồng của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách hòa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên rất dễ rạn nứt. Đôi bên đều cần phải nhường nhịn và bao dung với đối phương nhiều hơn và không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra thì đôi bên cần phải bình tĩnh để trao đổi, đi đến ý kiến thống nhất. Người còn độc thân cần chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của đời mình. Nếu bạn vẫn còn tiếp tục chần chừ, do dự thì rất có thể người mà bạn thầm yêu mến sẽ đến với người khác. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 4 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 6 năm 2022, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Ngọ, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Sửu, có nạp âm là Tang Tráng Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 6 năm 2022, tức ngày 11 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 6 năm 2022, tức ngày 23 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Sửu, có nạp âm Giản Hạ Thủy.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Giáp Tý 1984 trong tháng 6 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên cập nhật được những kiến thức mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!